Xin chào các bạn, hôm nay kênh của mình Hội Đủ Nhân Duyên để ấn tống bộ luân Chim Sát của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Khi mới bước vào con đường đạo, admin chẳng có gì trong tay cả, kinh tế khó khăn, không nơi thờ cúng, gia đình và mọi người thì cấm cản, nhiều tật bệnh nơi thân, không biết nên chọn pháp môn gì, không có đạo tràng, không có bạn đạo, cũng không có người hướng dẫn. Nhân duyên đưa đẩy mình lại tìm được cuốn Kinh Chim Sát này. Sau khi đọc xong nội dung kinh, mình mừng rơi cả nước mắt, cảm giác như người chết đuối vớ được cọc, như người trong đêm tối có được ngọn đèn sáng, như người lạc đường đã thấy được con đường về nhà. Và ngay lúc đó, mình đã biết mình nên bắt đầu từ đâu. Sau một thời gian thực hành chim sát, những chứng duyên nêu ở trên đều dần dần được mỏng nhẹ, có thể thêm nổi việc tu tập. Những cảm ứng rõ rệt khi hành trình pháp môn này để giúp mình có được một niềm tin vững vàng vào Tam Bảo một cách sâu chắc. Về các lợi ích và phương pháp thực hành pháp môn chim sát sẽ phải có nhiều bài viết dài. Khi nào thấy thuận lợi, kênh sẽ đăng tải các nội dung này. Nay kênh tạm thời ấn tống bộ mộc luân này để các bạn đồng tu có thuận lợi hơn trong việc thực hành chim sát sám nghi. Nếu các bạn có nhiều nghi chướng trong tu tập về pháp môn này, các bạn có thể gửi email cho mình. Mình sẽ rất vui nếu được hỗ trợ cho các bạn. Trong đợt ấn tống lần này, gồm có Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, Bộ Mộc Luân Bản Tiếng Việt, bản thực hành địa tạng chim sát sám nghi bản thuần thục, bản thực hành địa tạng chim sát sám nghi bản đầy đủ. Nếu các bạn đã có bộ mộc luân này rồi, thì các bạn có thể nhận một phần quà khác ở trên kênh đã ấn tống để hỗ trợ bạn tu tập bộ môn chim sát này, ví dụ như tượng, tràng hạt, tọa cụ, ly nước, v.v. Sau đây là một số phần quà mà kênh đã ấn tống. Cách nhận bộ mộc luân. Các bạn phải là thành viên cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Nếu các bạn chưa biết cách thức tham gia cộng đồng, mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả của video này. Quay video đọc toàn bộ Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, lời giới thiệu, quyển thượng và quyển hạ. Link của toàn bộ kinh sách được để dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể quay sau lưng hoặc mặt bên của mình nếu như các bạn không muốn xuất hiện mặt của mình. Nếu quay liền một lúc file quá nặng, không gửi được, có thể quay từng file nhỏ rồi gửi cho mình. Đồng ý cho kênh đăng video để khuyến tấn các bạn tham gia. Và các file video các bạn gửi về kênh Nhân Quả Luân Hồi a@gmail.com. Mời các bạn xem qua một số hình ảnh của Mộc Luân. Om Ha 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 Om Ha Ha